Nào, câu 1 chọn gì? À, job này là nghề nghiệp này. Teacher, engineer, doctor chọn gì Khang gì? Câu 2 chọn gì Khang mập? Câu 3 chọn gì Khang gì? Cô Hải hai đứa thôi, lát nữa mà xuống đám gái. Rồi, câu 4 chọn gì Khang mập? Câu 1 chọn gì bảo an? Bọn họ làm nghề gì? Bọn họ là nghề gì đó? Sai, số nhiều. Phải chọn có sở. Câu tiếp theo bạn Khang gì? Anh ta muốn trở thành nào? Anh ta muốn trở thành một một kỹ sư nào? Chu Bi. Bố của cô ấy. Bố của cô ấy sao? Đơ. Làm việc sao xài đơ được? Quốc. Làm việc là quốc. Nhớ mấy bạn đang tập trung à? Bạn xếp hàng ra nói chuyện với nó ngoài đây. Câu 4. Quen. Trời ơi, hai cái làm cho mèo vậy? Biến thái hả? Rồi, Khang gầy, có 1. Quá gì? What gì? Sai, what is the day gì? What is the day today? Câu 2, Su. What is the birthday? Câu 3, Châu, câu 3, Khang An. Dạ, câu 3 hả? 4 giờ, 4 giờ về. Mà, cô mát. Mấy giờ về? Ít gì? Ít. Ơi, ôi mát tên. Bạn Khang câu cuối cùng. Khang mập. Where were you born? Đúng rồi. Chép nào. Không. Tiếp theo. Được không? Nhanh đi. Nhanh đi. Em đi trước cái này luôn. Ủa làm cho mèo con. Câu tiếp theo. Câu 1 Châu. Làm nhanh lên cho ai mà chờ được con. Nhanh lên. Rồi, câu tiếp theo. What's your gì? Your name. What's your name? Câu tiếp theo, my name is Peter. Where are you from? I'm from America. Are you? Sai. Are you gì? Bạn là người Mỹ phải không? Born on. Yes, I am. Born. Where were you born? Born on. Alo. 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 À, cái thằng kia nó gọi nó giao cái đầm của bác Hương á. Của mẹ nó chỗ khác đó thì sao chứ, đâu phải cùng một chỗ. Nó mới nó vào đi, nó mới gọi con đó, để con bảo nó mang lên nhá. Rồi. Câu này là gì? On. Xuống bài dưới con. Tên của tôi là Nam, tôi 15 tuổi. Ủa hai đứa kia học hẳn. Tôi đang sống ở Australia này. Tuy nhiên tôi được sinh ra Việt Nam và 15. Em ơi, em mang cái đầm lên trên đó đi, bà đang vào, ý là bà có nhà đó nha. Rồi. Mấy giờ? Cô ơi. À rồi. Do bà ngoài vườn á. Nói bà vào rồi đó. Rồi gì nữa? Cô. Ừ? Con cái ngày năm lên
Rồi, Kim bao nhiêu tuổi? Không, đứa nào học bài hết thì nghỉ. 15 tuổi. Nghỉ cho khỏe, khỏi học. 15. Xu nha, lộ hồn mẹ nó. Đi học ở đây thì chơi này, hèn thì không chịu đi học kia. Biết cái mặt con rồi đó hả? Câu 3. Câu gì? Câu 3 là gì? Hả? Con Gian á, con Ran này nó đến từ đâu? Con Ran đâu? Ran đâu? Gia đình, hàng xóm của gia đình tôi là Ran Family nè. Đến từ Japan nè mà không biết nữa. Đọc cái kiểu gì kỳ lạ vậy? Rồi. Cái lớp hôm nay nghỉ đi, cô chẳng muốn dạy nữa đâu. Cô nhơn thích ghét. Ran là gì của Nam? Ran là bạn của Nam, đúng rồi. Thì mở ra coi đúng cái kiểu hàng đó không? Mở, cứ mở ra. Kiểm tra hàng thôi chứ thử gì. Mẹ sai lớn hơn sao thử được. Nó sai mờ mà. Cứ lấy ra ngó xem. Cứ lấy ra mở hàng ra ngó. Rồi tiếp theo, bài tiếp theo.